Trạm ATM oxy miễn phí đi vào hoạt động giao tận nhà F0 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau chương trình ATM gạo đã được triển khai rất thành công và thiết thực tới người dân nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và anh Hoàng Tuấn Anh, một doanh nhân trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình ATM oxy cung cấp miễn phí cho người dân. Bệnh nhân cần đổi bình oxy có thể liên hệ đường dây nóng 0796 55 5564. Các tình nguyện viên sẽ chở oxy bằng xe máy đến tận nhà. Với người chưa có bình oxy hoặc hoàn cảnh khó khăn thì ATM oxy sẽ cho mượn miễn phí. ATM oxy là hoạt động tiếp nối của người sáng lập ATM gạo anh Hoàng Tuấn Anh cùng với đội nhóm PSG Smart Home của anh. Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với thông điệp trao oxy nối dài sự sống. ATM oxy cung cấp máy oxy, bình oxy hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe và cho hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế được thuận lợi hơn, giúp bệnh nhân đang điều trị COVID sớm hồi phục. Tạm thời, ATM oxy sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Trước tiên, triển khai 90 bình oxy loại 8 lít để lập các trạm ở các quận đoàn trên các địa bàn 6 quận huyện, đó là quận 7, quận 8, quận 10 và quận Tân Phú, quận Tân Bình và huyện Bình Chánh. Ngày 27 tháng 7, khi đọc câu chuyện người cha ông Lê Đình Văn 40 tuổi thành phố Hồ Chí Minh di chuyển giữa đêm trong giờ giới nghiêm để chở bình oxy để cứu con trai đang bị u gan nguyên bào. Anh Hoàng Tuấn Anh, người sáng lập ATM gạo đã cấp tốc triển khai ATM oxy để hỗ trợ kịp thời việc điều trị, hy vọng nối dài sự sống cho các bệnh nhân. Mặc dù chưa chuẩn bị xong, ngay trong đêm chỉ vài giờ sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, anh Tuấn Anh đã nhận được một cuộc gọi của người con nhờ cung cấp oxy khẩn cấp cứu cho mình. ATM oxy đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Hiện tại, các F0 và F1 đang thực hiện cách ly tại nhà nên không thể đem bình oxy đi đổi. Số lượng tài xế giao hàng công nghệ hạn chế, xe tải của trung tâm xăng chiết oxy đã quá tải. Nhiều đơn vị đầu cơ đẩy giá bình lên 4 đến 5 triệu đồng trên một bình 8 lít, nguồn cung hiếm. Những điều này là khiến việc tìm mua đổi bình oxy trở nên nan giải. Tại các hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế, số lượng bình oxy y tế hiện giờ không nhỏ. Thông thường các đơn vị từ 5 đến 7 ngày mới thay vỏ bình oxy một lần nên sẽ có 5 đến 6 bình để không. Một bình 40 lít dùng được 4 đến 24 giờ. ATM oxy sẽ tăng cường đội xe đổi oxy hàng ngày cho các bệnh viện để nâng công suất sử dụng các bình lên 3 đến 4 lần. Theo kế hoạch, nhóm tình nguyện viên của PSC Smart Home sẽ cùng thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh lập trạm ATM oxy miễn phí tại tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Hội doanh nhân trẻ sẽ đứng ra huy động 900 bình oxy 8 lít để phủ các trạm sau khi hội doanh nhân trẻ huy động được các doanh nghiệp và các cá nhân khoảng 300 đến 900 bình, ATM oxy sẽ mở rộng khắp 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Mỗi ngày, các xe bán tải của đội phản ứng nhanh sẽ đi nạp khí oxy tại các trạm sang chiết ở ngoại thành và tỉnh lân cận, sau đó đem về các trạm ở các quận huyện. Ngoài việc hỗ trợ các bệnh nhân, các F0 tại nhà, trong giai đoạn 2 ATM oxy sẽ hỗ trợ đổi bình oxy miễn phí cho các bệnh viện với số lượng dự kiến là 5.000-10.000 bình. Giai đoạn 3, ATM OC sẽ cho các bệnh viện mượn để sau này thành phố Hồ Chí Minh giảm dịch thì có thể hỗ trợ các tỉnh thành khác trên cả nước. Giai đoạn tiếp theo sẽ cần bổ sung đến bình nhập khẩu. Tiến sĩ trẻ tạo khẩu trang tự phân hủy sau 8 tuần. Thưa quý vị, giữa năm 2020, đọc thông tin về phát hiện những lò tái chế khẩu trang y tế dùng một lần đem sử dụng lại, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Trinh, Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, nhiều người đã lợi dụng đặc tính có phân hủy của sản phẩm này để kiếm lời, gây ảnh hưởng sức khỏe cho người dân. Khi đó, Tiến sĩ Trinh nghĩ đến việc phải làm ra loại khẩu trang có thể kháng khuẩn mạnh và phân hủy nhanh, an toàn với môi trường. Là tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu vật liệu nano, Tiến sĩ Trình có lợi thế khi tìm kiếm vật liệu phù hợp. Anh cùng với nhóm nghiên cứu đặt ra tiêu chí nghiên cứu loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên để dễ dàng phân hủy và kháng khuẩn. Bởi thực tế, nhiều loại vật thể kháng khuẩn cao nhưng không an toàn cho da, có loại lọc bụi kích thước siêu nhỏ nhưng lại không thoáng khí. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, nhóm lựa chọn chitosan từ vỏ tôm cua và polymer sinh học pla từ bột ngô mía là hai vật liệu chính làm khẩu trang chitosan mang hoạt tính kháng khuẩn mạnh vì có thể tác động lên màng tế bào của vi khuẩn pla dễ dàng tạo sợi kích thước nano để ngăn giọt bắn hai vật liệu này được nhóm kết hợp để tạo ra một loại vật liệu mới mang đầy đủ những ưu điểm về kháng khuẩn độ phân hủy tính an toàn không gây kích ứng da kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng kháng khuẩn và lọc bụi mịn của vật liệu hiệu quả tới 99,9%. Vật liệu này không gây kích ứng da, bắt đầu tự phân hủy sau 8 tuần trong điều kiện phòng thí nghiệm. Theo tác giả, màng có thể phân hủy nhanh hơn trong môi trường tự nhiên dưới tác động của vi sinh vật. Sau hơn một năm hoàn thiện giai đoạn tạo màng nano, nhóm đang cải tiến độ dày của sản phẩm để tạo thoải mái, không gây bí thở khi sử dụng. Nhóm nghiên cứu dự định đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong đầu năm nay. Ngoài khẩu trang, tiến sĩ Trinh tìm hiểu những phương pháp tổng hợp chất mới theo hướng thân thiện môi trường như ứng dụng sợi nano lọc nước, khí trong y tế và công nghiệp. Thưa quý vị, DKN TV sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.